Quý vị đang theo dõi diễn biến toàn cảnh cập nhật trong 24 giờ trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên, Hà Nội bị hai anh em 12 tuổi và 16 tuổi tấn công dẫn đến chết não sau mâu thuẫn ở sân bóng rổ đã khiến dư luận phẫn nộ. Đáng nói, theo người chứng kiến, bố của hai thiếu niên có hành vi tàn bạo với nạn nhân cũng có mặt nhưng không can ngăn hành vi bạo lực của con trẻ dẫn đến hậu quả đau lòng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm cháu NHD bị tấn công có mặt người bố của hai đối tượng. Nhiều người bức xúc và đặt câu hỏi, trách nhiệm của người bố ra sao? Bình luận về sự việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, khi tiếp cận thông tin vụ nam sinh bị tấn công chết não, thì bất kỳ phụ huynh nào cũng bàng hoàng, lo lắng cho sự an nguy của con em mình và thương nạn nhân. Luật sư Cường nêu quan điểm, tấn công hội đồng cháu bé, lớp 8 chỉ mới 14 tuổi, đến mức nạn nhân chết não, không còn khả năng kháng cự và rơi vào tình trạng sống thực vật là hành vi rất man dợ, tàn nhẫn. Họ tấn công một cách tàn bạo, không khác gì kẻ thù, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em, quyền con người, quyền công dân và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ông Cường nhấn mạnh, sự việc này gây hoang mang trong dư luận, gây ra hệ lụy lâu dài đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân. Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẵn sàng tham gia để hỗ trợ pháp lý cho gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo ông Cường, pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Trong vụ việc này, với thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị tấn công hội đồng đến mức bất tỉnh, chết não thì mới được buông tha. Rất có thể các đối tượng đã tấn công nạn nhân, tưởng nạn nhân đã tử vong nên mới dừng tay. Điều đáng chú ý là với hành vi tấn công hội đồng nghiêm trọng như vậy mà không ai phát hiện can ngăn, cứu giúp là vấn đề thực sự đáng lo ngại trong xã hội hiện nay. Cơ quan chức năng chưa xác định làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi tấn công được thực hiện như thế nào. Hành vi tấn công hội đồng cháu bé lớp 8 chỉ mới 14 tuổi đến mức nạn nhân chết não, không còn có khả năng kháng cự và rơi vào tình trạng sống thực vật như vậy. Thì rõ ràng hành vi của các đối tượng trong vụ việc này là rất man dợ, tàn bạo, không khác gì kẻ thù và thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Theo luật sư, đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em, quyền con người, quyền công dân và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ danh tính của các đối tượng đã thực hiện hành vi tấn công nạn nhân và xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi tấn công cháu bé lớp 8 này đã đủ từ 14 tuổi trở lên, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ Luật Hình sự, thì các đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra. Điều 12 Bộ Luật Hình sự quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác. Nếu các đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả được xác định là rất nghiêm trọng, cơ quan điều tra sẽ xem xét động cơ, mục đích tấn công người có mục đích là để sát hại nạn nhân hay không, hành vi có thể dẫn đến tử vong hay không. Đây là căn cứ để xác định hành vi này sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng có mục đích sát hại nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến nạn nhân tử vong. Các đối tượng này nhận thức được hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi. Nạn nhân không thiệt mạng do được cấp cứu kịp thời thì sẽ xử lý các đối tượng về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự và hướng dẫn tại Án lệ số 47 năm 2021. Hình phạt trong trường hợp này có thể là tù chung thân, tử hình đối với các đối tượng phạm tội đã đủ 18 tuổi và có thể tới 18 năm tù đối với các đối tượng đã từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nếu kết quả xác minh các đối tượng này không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến án mạng, không có mục đích sát hại nạn nhân và hành vi không dẫn đến tử vong, thì các đối tượng này chỉ có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Cường cho hay, trong vụ việc này, độ tuổi của các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân là những vấn đề quan trọng để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không. Nếu xử lý thì sẽ xử lý về tội danh gì? Thời gian gần đây, sự việc nam sinh lớp 8 NHD thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị tấn công dẫn đến chết não đã khiến dư luận không khỏi xót xa cùng phẫn nộ. Điều đáng chú ý, vụ việc này còn khiến dư luận phẫn nộ khi có sự góp mặt của chính người nhà thiếu niên có mâu thuẫn trong sự việc. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 3 năm 2024. Con trai chị L là nam sinh NHD, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, xin phép mẹ và đi xe đạp đến sân đình Lệ Mật ở quận Long Biên để chơi bóng rổ. Khi đang chơi, cháu D đã có xảy ra va chạm với một bạn tên là K, 12 tuổi. Nam sinh K sau đó đã gọi anh trai 16 tuổi và bố đẻ ra để tấn công D, khiến nam sinh này bất tỉnh tại chỗ. Quá trình bị tấn công, D bị tác động nhiều lần vào gáy dẫn tới tình trạng xuất huyết não. Sau đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội và trải qua 2 lần phẫu thuật.
Chưa khỏi xót xa, chị L là mẹ của nạn nhân chia sẻ: "Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiền lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn. Cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở." Tới ngày 25 tháng 3 năm 2024, Chỉ huy Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ nam sinh lớp 8 bị tấn công chấn thương sọ não. Đơn vị cũng đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc lấy lời khai. Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2024, người nhà học sinh NHD xác nhận việc đưa em D rời Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Em được xác định đã chết não hơn một tuần. Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình. Lúc này, gia đình đã xác định là mất con và cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự. Được biết, hoàn cảnh của gia đình em D khá khó khăn. Cách đây 3 năm, bố của D bị mất do tai nạn giao thông. Nhà chỉ còn D và mẹ. Hàng ngày, chị L đi bán hàng rong, cố gắng mưu sinh để kiếm tiền nuôi cậu con trai ăn học nên người. Đáp lại sự vất vả của mẹ, D chăm chỉ học tập và rất ngoan ngoãn. Từ khi con gặp nạn, chị L không rời con một bước. Chị L cho biết, sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chu đáo. Mong muốn của gia đình chị L là những người đã gây nên tội ác với con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vừa qua, vụ việc một nam sinh lớp 8 tại Hà Nội vì mâu thuẫn với bạn trong lúc chơi bóng rổ đã bị tấn công gây chấn thương sọ não nặng dẫn tới chết não. Sự việc đau lòng này cảnh báo hậu quả của vấn nạn bạo lực ở tuổi thanh thiếu niên đang diễn ra hiện nay. Bên cạnh đó, việc chấn thương sọ não nặng khiến nam sinh bị chết não. Vậy chết não là gì và có khả năng hồi phục hay không? Chết não là tình trạng mất hoàn toàn chức năng của não và thần não. Thần não là một phần của hệ thần kinh trung ương, nối giữa hai bán cầu não bộ và tủy sống, có chức năng dẫn truyền các tín hiệu thần kinh từ não ra ngoại vi thông qua tủy sống. Bên cạnh đó, thần não chịu trách nhiệm điều chỉnh hầu hết các chức năng tự động của cơ thể cần thiết cho sự sống, bao gồm hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim và huyết áp, và điều hòa thân nhiệt. Do vậy, thần não đóng vai trò quan trọng trong các chức năng cốt lõi của não như ý thức, nhận thức và chuyển động. Sau khi chết não, não bị tổn thương hoàn toàn, vĩnh viễn và không có khả năng phục hồi. Người bệnh còn nhịp tim là nhờ có thuốc hỗ trợ và còn thở được theo máy thở nhân tạo. Khi không có phương tiện hỗ trợ, các cơ quan tim, phổi, gan thận sẽ ngừng hoạt động. Nguyên nhân gây chết não. Theo Y Văn, nguyên nhân gây chết não có thể do một hoặc phối hợp nhiều lý do gây ra tình trạng lượng máu hoặc oxy cung cấp cho não bị ngừng lại. Có thể kể đến như ngừng tim, khi tim ngừng đập kéo dài khiến cho não bị thiếu oxy và máu, tắc mạch máu não lớn, cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu cung cấp cho não khiến não bị tổn thương, phù nề, tăng áp lực nội sọ, dẫn đến vòng xoáy bệnh lý. Xuất huyết não làm tăng áp lực nội sọ hoặc lượng máu lớn, gây chèn ép thần não. Chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông, bị tác động hoặc bị ngã, nhiễm trùng não như viêm não. Chết não có phải là hôn mê hay trạng thái thực vật? Để người thân chấp nhận việc người bệnh vẫn có nhịp tim, có mạch đập, thậm chí da vẫn hồng, tay còn ấm, có vẻ như đang ngủ mà tuyên bố là đã tử vong là một điều rất khó chấp nhận đối với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, khi người bệnh chết não, điều đó có nghĩa là não không còn hoạt động với bất kỳ khả năng nào và sẽ không bao giờ hoạt động trở lại. Sự khác biệt với trạng thái thực vật và hôn mê là thân não vẫn còn hoạt động trong trường hợp này, nghĩa là một số dạng ý thức có thể tồn tại. Người bệnh có thể thở mà không cần trợ giúp và họ vẫn có cơ hội hồi phục dù rất mong manh. Trong một số trường hợp, người ở trạng thái thực vật có thể vẫn bộc lộ một số cảm giác phản ứng được phát hiện bằng cách quét não mặc dù không thể tương tác với môi trường xung quanh. Điều đáng buồn, trong chết não, tổn thương là vĩnh viễn và không thể hồi phục. Hiện nay, chưa có bất kỳ trường hợp nào trong Y Văn đã được chẩn đoán chết não mà có thể hồi phục.